Hi, xin chào các bạn, đâu trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha các bạn. Thì trong những tập trước thì mình có tiến hành filler qua cái vùng đất của voi Mammoth nha, cũng như là gấu Bắc Cực. Tập ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành đưa tụi nó về nha các bạn. Và sẵn tiện mình cũng sẽ đi tìm thêm một cái loài voi mammoth nữa. Đợt trước thì chúng ta mới chỉ gặp được một loài thôi, đó chính là voi mammoth long xoăn nha các bạn. Chúng ta còn một cái loài voi mammoth khác nữa, đó chính là voi mammoth thảo nguyên. Cái loài này thì nó bự hơn voi mammoth long xoăn rất là nhiều luôn nha các bạn. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ tiến hành đi phiêu lưu tiếp luôn. Tại vì cái vùng băng tuyết nè, mình còn chưa mở hết map mà. Trên kia có mấy con ngựa kìa các bạn ơi. Cái này mà tôi mở hết map chắc nó cũng tốn rất là nhiều thời gian đó các bạn à. Trời đất ơi. Nhìn nó rộng vãi chưởng luôn các bạn ơi. Ở đây á thì gấu Bắc Cực nó xuất hiện rất là nhiều luôn. Nhưng mà voi mammoth á thì cái tỷ lệ xuất hiện á hình như nó rất là thấp hay sao đó các bạn à. Nãy giờ không thấy con nào hết à. Có em voi mammoth nào ở đây không? Voi mammoth ơi. Chắc mình sẽ đi dọc cái bờ biển này nha các bạn. Chúng ta sẽ đi dọc cái bờ biển này đi. Ủa, trên kia có con gì các bạn? Ôi, ôi và voi các bạn ơi. Và đây chính là voi mammoth thảo nguyên nha. Hay còn được gọi là Songhua River Mammoth nha các bạn. Đó. Mình sẽ đặt tên nó là Songhua River Mammoth nha. Cái son hua này á là tên Trung Quốc đó nha các bạn. Có tên là Tùng Hoa. Đó, voi mammoth sông Tùng Hoa. Đặt nó dài quá rồi. Chắc mình sẽ đặt là sông hua mammoth thôi. Hay da tôi ghi thiếu cái chữ M thì phải. Để xóa đi, ghi lại cho nó chỉnh chu đi. Đó, sông hua mammoth nha các bạn. Ôi các bạn nhìn thấy lông của nó ít hơn thấy không? Mình sẽ lưu chỗ này là Songhua River Mammoth nha các bạn. Rồi, xịn sò hơn rồi đó. Con này thì nó chỉ có lông ở một vài chỗ trên cơ thể thôi, nó không có nhiều như là voi mammoth long xoăn nha các bạn. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ tiếp tục khám phá cái vùng này luôn. Xịn sò liền. Rồi, qua đây gặp trúng cái con voi mammoth thảo nguyên con nữa các bạn à. Xịn vãi chưởng. Rồi, tiếp tục đi vô rừng thôi. Wow, nãy giờ mình mở map rất là rộng luôn nè các bạn ơi. Các bạn có thể thấy trên cái map writer của mình nè. Đó, nhưng mà nó đang bị lỗi map thì phải. Mình zoom nhỏ lại thì nó bị lỗi hay sao á. Thôi kệ nó đi. Chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Ôi, đây có một con voi mammoth con nè. Ui, xịn sò liền. Các bạn có thể thấy mình đi rất là nhiều chỗ luôn nha. Kinh khủng. Nãy giờ tốn hết khá là nhiều thời gian của mình rồi đó. Đây, sẵn tiện thì mình sẽ cho nó ăn mấy cái cục đường luôn nha các bạn. Sugarloom. Hình như mình thiếu đó, để mình tiến hành mình chế tạo đi. Công thức của nó thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chế tạo từ đường nha các bạn. Còn đường thì chế tạo từ mía thôi. Đó. Tạo ra mấy cục Sugarloom. Ôi hình như không đủ rồi. Chắc mình phải lấy thêm mía vậy. Đây, mía mình đem dự trữ rất là nhiều luôn. Đó, một đống cục Sugarloom luôn nha các bạn. Đây là cục đường nha. Rồi, cho nó 10 cục là mình sẽ tiến hành thu phục được nó đó các bạn ơi. Cho nó ăn 10 cục thôi. Đấy, chỉnh sơ liền. Đây là voi mammoth long xoăn nha các bạn. Các bạn có thể thấy lông nó rất là nhiều luôn. Và hình như cái loài này nó phổ biến lắm hay sao á. Đó, cái con này thì là thế hệ đời sau của voi mammoth thảo nguyên nha các bạn. Nói chung trong cái MMO Creator này á thì những cái loài động vật nó khá là thú vị đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường nữa thôi nha các bạn. Mình sẽ tiến hành tìm thêm một em voi mammoth thảo nguyên con nữa nha các bạn. Đó, mình cần cái con thì mới có thể thu phục được. Còn những cái con voi mammoth bự á thì chúng ta không có thể thu phục nó được đâu. Đó, và đây chúng ta còn có thêm mấy em voi mammoth khác nè bạn ơi. Khi mà mình thoát thế giới á, và mình vô lại á, thì
map nó sẽ load ra như vậy. À, chúng ta sẽ được thấy những cái loài động vật đầu tiên. Rất là xịn sò luôn. Mình thấy được một em Voldemort gì đó khá là bự rồi. Trước tiên chúng ta sẽ ngắm thêm mấy em cáo tuyết nè, cũng như là báo tuyết nha các bạn. Thôi những cái loài này thì chắc trong những cái chuyến đi sau này á, mình sẽ tiến hành đi lôi nó về đi. Ôi có một con báo thường nè, ôi hay vậy. Tại cái vùng tuyết mà cũng có được cái con báo thường nữa, xịn sò nha. Đây hồi nãy tôi mới thấy, ui, và đây là vô Mammoth Thảo Nguyên nha các bạn. Đó, Songhua River Mammoth nha. Rồi, quá là xịn sò cho chúng ta luôn. Nhưng mà cái con này nó bự rồi. Con bự thì mình không có thể thuần hóa nó được. Mình sẽ kiếm quanh đây coi thử coi có một cái con Voldemort nào khác nữa không. Tại vì cái bọn này nó hay xuất hiện theo đàn lắm các bạn ơi. Ui các bạn nhìn kích thước của nó nè, bự vai trưởng. Và nhìn lông của nó nè. Hay vãi luôn á các bạn ơi. À, quá là xịn sò luôn. Chúng ta sẽ tìm kiếm thêm đi. Ô bên đây. Ui đây rồi các bạn ơi. Thêm một em Voldemort Thảo Nguyên nữa nè. Đây, Songhua River Mammoth. Rồi, mình sẽ lưu thêm một em nữa nha các bạn. Đó, quá là xịn sò luôn. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Cái em nhỏ này thì mình có thể thuần hóa được nha. Bằng cách cho 10 cục đường là được rồi. Mình sẽ tiếp tục tìm kiếm tụi nó nữa thôi nha. À, hồi nãy mình quên mất các bạn ơi. Mình chưa thuần hóa nó. Để bây giờ mình sẽ cho nó ăn mấy cục đường cái đã. Đây, tôi có sẵn đường mà. Cho nó ăn thôi các bạn ha. À, đặt tên là Songhua Mammoth nha. Đó, xịn sò còn gì bằng nữa. Wow, thế là chúng ta đã có được hai em Voldemort Thảo Nguyên đã thuần hóa rồi nè. Quá đã luôn. Ui ở đây có con gì khá là lạ nữa các bạn ơi. Giống con Slam vậy. Ui con này là Ta Slam các bạn ơi. Slam hát ín hả. Ui. Ui và nó làm mình bị mù hay sao á. Nếu các bạn chưa biết thì Ta là hát ín đó nha các bạn. Một cái chất nó cũng khá là nguy hiểm đó. Rồi sẵn tiện thì mình sẽ vô đây mình ngủ chung với anh dân làng. Ngủ ké các bạn ơi. Đó, mình cũng có đem cái giường nhưng mà mình thích ngủ ké hơn. Ok. Ồ phía trước mặt mình có cái gì nó động đậy các bạn ơi. Ôi và hình như là một em Voldemort nữa thì phải. Ôi và đây là Voldemort Long Xoăn các bạn à. Con này thì là cái con bự. Con bự thì chúng ta không có thể thuần hóa được rồi. Thôi kệ, mình sẽ tạm lưu địa điểm của nó tại đó. Đó, tí nữa mình dắt nó về luôn nha. Đây, còn bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành dắt tụi này về nha các bạn. Rồi, để mình coi cho coi đi cái hướng nào mới được nè. Chúng ta phải đi theo hướng này các bạn à. Trước mắt thì mình sẽ tiến hành tập kết mấy cái con voi tại một cái địa điểm trước nha. Rồi dắt tụi nó về nữa các bạn ơi. Chắc mình sẽ chia làm 3-4 đợt quá. Dắt voi cũng như là dắt gấu Bắc Cực về nữa nè. Trời ơi rất là nhiều công chuyện luôn. Ok mình sẽ dẫn nó lên trên này nha. Kiếm một cái địa điểm tập kết nào đó cho nó rộng rãi, thoáng đãng, thích hợp cái đã. Chắc ở chỗ này quá các bạn ơi. Mình thấy chỗ này nó cũng khá là ok nè. Thôi lên trên đây một xíu đi ha. Cái em voi bự này thì chúng ta không có thể thuần hóa được. Nên là bắt buộc phải dắt nó đi thôi. Rồi, mình sẽ cột nó vô đây nha các bạn. Đó, em đầu tiên. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với những em còn lại, cũng như là tiến hành cái hành trình dắt voi cũng như là dắt gấu Bắc Cực đi về nhà mình nha. Ok, mình sẽ tua nhanh cái đoạn này.
We'll be right back.
Thank you.
Và đó là hành trình dắt voi me mút, long xoăn, voi me mút, thảo nguyên, cũng như là gấu bắc cực về nhà mình nha các bạn. Quá là gian khổ luôn. Ngoài ra mình cũng có dắt thêm mấy em chó sói về nữa. Chó sói này đã được thường hóa rồi nhưng luôn nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bật lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha. Ngoài ra nhớ để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.